hỏi: Phật giáo cùng đạo giáo, Nhất Quán đạo có gì khác biệt? Đáp: Phật giáo là Phật giáo, đạo giáo là đạo giáo, Nhất Quán đạo tức là Nhất Quán đạo. Danh từ không giống nhau, tức đã có sự khác biệt rồi. Hỏi: Phải chăng Phật giáo và đạo giáo là cùng chung một nhà? Đáp: Người Trung Quốc và người Mỹ có phải đều là con người không hả? Hỏi: Phật giáo, đạo giáo, nho giáo thì có gì phân biệt? Tất cả có phải là giống nhau không? Đáp: Một bên có trình độ đạo đức tiểu học, một bên có trình độ đạo đức trung học và một bên có trình độ đạo đức đại học. Quá trình đạo đức của đại học là dạy chú quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và đừng quên Tam Bảo. Khóa trung học là bảo chú tự quy y tinh khí thần của chính mình và đừng để hao tán tinh khí thần. Lớp sơ học là bảo chú cố gắng làm tròn đạo làm người. Hỏi: Đạo giáo và Phật giáo có chỗ nào không giống nhau? Đáp: Đạo giáo chỉ là phân nửa, Phật giáo là triệt để rốt ráo. Nếu hiểu Phật Pháp mà không hiểu đạo giáo thì đó vẫn chưa thực sự hiểu Phật Pháp. Nếu hiểu đạo giáo mà không hiểu Phật giáo thì đó chỉ là phân nửa, chỉ là một bước, hai bước của sự bắt đầu thôi. Hỏi: Phật giáo và đạo giáo có chỗ nào là khác biệt? Đáp: Vậy con nói đi. Người già, tráng niên, thanh niên thì có gì phân biệt? Nho, thích, đạo là một nhà, nhưng một là trẻ con, một là trung niên và một là người già. Vậy họ có thể hiểu được tư tưởng của nhau hay không? Hỏi: Con thấy trong một cuốn tạp chí có câu: Đời này học Phật mà không thành Phật, vậy tức là học sai rồi. Thưa sư phụ, xin cho biết ý kiến của sư phụ đối với câu này như thế nào? Đáp: Nếu học sai thì hướng về đúng mà học là được rồi. Tận tính thư bất như vô thư, nghĩa là hết lòng tin vào sách, chẳng thà đừng có sách. Tôi không hiểu tạp chí mà cũng không biết viết văn chương. Tôi cũng không có thời gian để xem tạp chí. Đối với tạp chí, tôi cũng không phải là chuyên nghiệp. Hỏi: Em gái của con đã có lần muốn tự tử. Lúc nó ở nội trú trong trường, nó có những hành vi cử chỉ lạ thường, nói năng thì không có ý nghĩa gì. Gia đình con cũng đã giúp nó bằng cách cầu siêu cho các oan gia trái chủ của nó. Bây giờ bệnh tình nó đã đỡ nhiều, nhưng vẫn có lúc tái phát. Thỉnh cầu hòa thượng có phương pháp gì để trị liệu cho cô ta không? Đáp: Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được rồi, nhưng phải thật thành tâm, đem hết lòng tin ra mà niệm. Hỏi: Làm sao để đoạn tâm dâm dục, kể cả những ý niệm ở bên trong? Đáp: Con không nghĩ đến thì là đoạn rồi. Nếu con cứ nhớ tưởng đến nó thì làm sao mà đoạn cho được. Niệm khởi tức giác, giác chi tức vô. Là niệm khởi liền tỉnh giác, giác rồi tức sẽ không. Hỏi: Phật và ma có gì khác biệt? Đáp: Có tâm dâm dục thì là ma, không tâm dâm dục thì mới là Phật. Đây chính là chỗ để phân biệt. Hỏi: Dùng bùa chú như thế nào để đối phó với ma quỷ yêu tinh? Đáp: Pháp thuật của ngoại đạo của các loài yêu ma quỷ quái có lúc làm cho quý vị nhức đầu, đau răng, đau mắt, hoặc khiến cho quý vị không thể đi đứng, bị chóng mặt hay phát cuồng nói bậy. Lúc đó các vị tụng chú thì sẽ phá được pháp thuật của chúng nó, khiến pháp thuật của chúng không còn linh nghiệm, chứ không phải là vô cớ bảo quý vị đi đối phó loài yêu ma quỷ quái đâu. Hỏi: Đối với những người xuất gia không y giáo phụng hành, chúng ta có thể khuyên họ hoàn tục không? Đáp: Chú tự xuất gia
thì không phải là tốt hơn hay sao? Chú tự làm một người xuất gia mẫu mực, tự mình làm gương cho người thì không phải là có hiệu lực hơn hay sao? Hỏi: Sư phụ đã từng nói là người nào chuyên trì chú Đại Bi trong 3 năm thì sẽ được thành tựu. Xin hỏi sau 3 năm đó thì tâm cảnh vi diệu sẽ như thế nào? Đáp: Con trì cho đủ 3 năm đi, rồi hãy hỏi. Hỏi: Lúc coi kinh điển, con cũng có thể niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy là con không được chuyên tâm phải không? Đáp: Thì con chuyên tâm là được rồi, sao còn phải hỏi? Hỏi: Tại sao người ta không kính bái Đường Tăng Đại sư Huyền Trang mà lại kính bái Tôn Ngộ Không? Vậy Tôn Ngộ Không là có thật hay không? Đáp: Tại vì Tôn Ngộ Không có cây gậy vàng, lại biết nhào lộn ngược xuôi, lên trời xuống địa ngục, không chỗ nào mà không đến được, cho nên ai ai cũng ái mộ. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng đều là các nhân vật có thật, nhưng họ chỉ là những linh tinh yêu quái vô hình theo giúp đỡ và hộ trì Ngài Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Phàm phu mắt thịt không thể nào thấy họ được. Họ không có thật thể như người phàm, mà là một khối tánh linh. Hỏi: Tại sao nhiều người đạo Phật ở Đài Loan lại đem tiền để làm ví dụ so sánh về các cảnh giới cao thấp? Làm sao để tìm cầu đạo Phật chân thật? Đáp: Đạo Phật chân thật thì nghèo nhất là không muốn tiền mà cũng không cầu xin. Hỏi: Có người nói là em trai con xung khắc với mẹ con và có thể đe dọa đến tính mạng của mẹ con. Họ còn nói rằng tốt nhất em con và mẹ con không được ở chung một nhà. Không biết sư phụ có cách gì hóa giải không? Đáp: Tôi là người xuất gia, chứ không phải là kẻ phiêu bạt giang hồ, nên không hiểu nổi vấn đề này. Hỏi: Về chuyện quốc sư Ngọc Lâm cự tuyệt hoàng tục để kết hôn, con không tán thành. Xin hỏi sư phụ có cách nhìn ra sao về cách xử sự như thế? Đáp: Tôi là người xuất gia nên không có quan tâm về chuyện này. Xin đừng hỏi tôi về việc kết hôn lập gia đình, sinh con đẻ cái của quý vị. Hỏi: Người học Phật nên làm sao mới có thể tĩnh tâm an tâm được? Đáp: Con đem tâm ra cho ta xem trước đi. Hỏi: Xin hỏi, người sơ phát tâm nên học Phật Pháp như thế nào? Làm sao để lựa chọn đạo tràng và thiện tri thức để tu học? Và làm sao phán đoán đó có phải là chánh pháp hay không? Đáp: Đây không có phương pháp gì cả. Quý vị tự mình phải có con mắt trạch pháp nhãn. Nếu là pháp thật, quý vị không nên xem đó là giả. Còn nếu là giả thì cũng không nên cho đó là thật. Như vậy là đủ rồi. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha ha.